cây để nuôi. Để nuôi 10 nước là đậu các em cam cam giống như cây như cây 93 thì cũng rất là đẹp.
đó tầm lạnh thôi. Gặp mấy các DC-70 này cũng đồng. Đồng này nó hơi to, hai máy chạy cùng một lúc nè. Thì một cây 70 mà có cái tem ngộ ngộ này thì là chạy trước. Chắc là thấy cũng khá là trúng luôn rồi.